Thưa quý vị, phiên họp thứ 18 Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra nhằm thống nhất và thông qua một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện. Tại phiên họp thứ 18, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo, Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thảo luận dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, công tác chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 12 năm 2023. Trong kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, thảo luận, xem xét và quyết nghị một số nội dung quan trọng, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2023.